Hello, hello anh em nhé. Xin chào anh em đến video tiếp theo của mình nhé anh em. Vốn của mình hôm nay là 15M luôn anh em ạ. Mình sẽ báo chiếc con game này, tài xỉu xem vận may đến đâu nha anh em. Bắt đầu vào game luôn anh em nhé. Yên vào game anh em phải tích cầu nào. Ví dụ như cầu này thì đánh hên chui thôi anh em nhé. Đánh nhẹ theo xỉu thôi anh em. Một mở thôi anh em ạ. Vốn nhỏ hay vốn lớn nha anh em cũng đánh nhẹ thôi. Nhẹ cái tay lên anh em ạ. Mẹ anh em đánh nặng cái tay lên thì mẹ chạy đi luôn đấy. Đánh cái này thì mẹ nó bịp lắm anh em ơi, đéo tin được đó đâu. Nên anh em phải vào cầu đấy, anh em phải tính. Chứ ra thì mẹ cầu này cầu tài. Mình sẽ theo tài tiếp hơn anh em đấy. Mình nghĩ là nó chưa bẻ cầu ở đâu anh em ạ. Bởi vì thực chất này cái cầu này nó khó đoán lắm anh em ạ. Chịu luôn anh em kìa. Khá lên đấy, thịt mẹ nó biết đường nào mà lần luôn anh em. Cái câu này mình khó đoán đấy anh em. Mình phải theo xỉu anh em nhé. Ít nhất là 1-2 tay xỉu đấy anh em. Bởi vì thực chất những mấy câu này nó khó đoán anh em. Đài luôn anh em kìa. Ôi thịt mẹ nghỉ một vài tay đấy anh em nhé. Cầu này đéo tính được đâu anh em ạ. Khó lắm. Mình nghỉ một cái này xem mà cầu nó về thế nào nha anh em. Thì mẹ anh em mình đang càng đánh cố gắng hết mẹ bao nhiêu đi luôn anh em ạ. Thế nên mẹ cầu nào cái cầu này mình ăn 1-2 cái đéo ăn được. Đây thì mẹ anh em mình dừng lại đi. Thì mẹ cầu về thế nào anh em đánh tiếp anh em. Nếu anh em mình mẹ thang đánh tiếp anh đi luôn. Theo lắng mẹ đéo thang được. Mẹ nên mẹ được khi theo tài được luôn đúng không em. Thế nó mới khó nha anh em. Câu này nó xỉu chắc luôn anh em này. Câu này có xỉu chắc luôn đấy. Mẹ anh em tính cầu giữa mình ghê quá anh em. Kệ cái này nó bẻ cái nó đi luôn. Đúng cầu nó có xỉu, cầu đó nó có xỉu của mình anh em. Câu này có tài anh em này. Câu được cộng tài của này nha anh em. Câu này cộng tài, câu sau là cộng 4 câu xỉu luôn đấy. Đúng câu là nó về như vậy anh em. Ok. Được. Câu sau cũng được chắc chắn. Câu sau đẹp này thì tính nó câu xỉu luôn nha anh em nhé. Béo chắc mà đánh nhỏ thôi. Thì mẹ còn là béo chắc anh em này đánh nhỏ mình nhé. Anh em đừng đánh lớn địch mà anh em đánh lớn chạy đi đấy anh em ạ. Thấy chưa anh em thì phải tính toán cầu giống mình phải đá luôn đấy. Mẹ sập lớn to luôn anh em kìa. Khó đấy. Cầu này thì mẹ nói về như vậy thì tính sai cầu đó là đi luôn. Bởi vì thực chất mấy cầu này nó về đéo tuần hoàn luôn anh em ạ. Nếu về đéo tuần hoàn thì mẹ khó đoán lắm. Chịu tài luôn anh em kìa. Cái gì luôn anh em. Bốn tài luôn à. Tài luôn anh em. Dễ lắm anh em. Câu này nói gì đi quá anh em. Đấy, ăn nên nó trả lại luôn anh em kìa. Phải đả luôn này. Chắc câu này có xịn luôn. Chắc chắn câu này là tin 100% một câu xỉu luôn anh ạ. Đúng cầu nó về như vậy thì bẻ nhưng nó bẻ cầu thì mình bị chịu luôn rồi. Mẹ nó bẻ cầu thật luôn anh em. Quá đạn thực sự. Đấy câu này nó khó quá anh em ơi. Mình đánh câu này có xỉu mình sẽ tất tay của cầu sau và cầu xỉu luôn.
về là mấy câu như vậy thì mình chịu luôn đấy. Ok, ăn là vẫn ngon này em. Mình tiến cầu này cầu xịu tiếp nha anh em nhé. Làm quà nhẹ nhẹ 60 này luôn. Nốt tay này thì mẹ thắng nghị luôn là vừa đẹp luôn anh em ạ. Đánh cái này đéo tha. Thắng nghị luôn. Vừa về thì mẹ chịu khó nên mẹ nghị một vài cầu đánh tiếp anh em. Ok, vui nghị luôn anh em nhé. Cầu này mình kéo chắc ăn nhỏ. Ăn chắc mặt bền anh em ạ. Mình đánh một cầu này mình kéo chắc đúng không? Ăn nhỏ. Thắng thua cầu này nghị luôn anh em. Mình vẫn tin nó phải chịu cái thực chất những cái cầu này nó khó đoán lắm anh em. Có tính được đâu. Thế chứ anh em. Kéo chắc đánh nhỏ, hiện mẹ đánh lớn nó vẫn bẻ kéo ở đó mới thua luôn đúng anh em. Thôi bye bye anh em nha.